Dự báo thời tiết đêm 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.